Dạ ba con nói là kêu con đòi nói với chú là rồi tiền lại giùm đi, nếu mà không đòi tiền được rồi ba con tự dặn á. Nó lấy cơ là nó vậy đó. Tức tưởi trong cái đó. Trời ơi đang ngủ uống nước mà đang ngủ uống nước cái nó xỉu luôn rồi. Từ từ, bước qua. Rồi, mình đi qua luôn, qua luôn. Rồi, từ từ con. Rồi, lên xe. Chị Phương hút đó đấy, chị Phương hút đó, kia của bên đây. Rồi hai mẹ con lên đây có mệt lắm không? Dạ, uống không. Hả? Dạ. Có mệt hả? Dạ. Đi đường xa giờ vẫn mệt hả? Dạ. Rồi mình ăn sáng gì chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Tại hôm sau em có mua cây cơm, hai chừng nào nó đói cho nên. Giờ tranh thủ qua bên đó luôn ha. Dạ. Tại vì em cũng đang bận việc chuẩn bị đi miền Trung nữa. Dạ. Ừ. Rồi mình đi cái thủ qua đó. Đi qua nhà của ông thầy bùa ngải Phạm Tuấn Sơn. Dạ ba con nói là kêu con đòi nói với chú là rồi tiền lại giùm đi, nếu mà không đòi tiền được rồi ba con tự dặn á. Trời ơi vậy hả? Dạ. Sao mà ba con nói vậy? Dạ tại vì không có tiền lĩnh thuốc cho con với đi khám bệnh. Nhớ hả? Dạ. À. Nghe nói chuyện cái thương quá nha. Còn bây giờ thì Sư Dũng đang đưa hai mẹ con của chị Phương và em Tiết đi qua nhà của cái kẻ lừa gạt đấy quý vị. Đúng rồi, chú nhớ là giúp vườn con với chú. Nhớ. Con sợ lắm chú rồi. Ừ. Nó lấy cơ là nó vậy đó. Tức tưởi trong cái đó. Trời ơi đang ngủ uống nước đang ngủ uống nước cái nó xỉu luôn rồi. Em đang đi xử lý cái trường hợp ở bên này. Thôi rồi, nó lè lắm. Rồi. Cái gì vậy? Nãy giờ có nói gì chú có biết không? Nói gì chú? Nói gì vậy? Nãy giờ con chửi chú nãy giờ á. Chửi đâu? Chú nói gì? Chú nói cấm hồng mày đi rồi nãy chú. Trời ơi. Con nói cấm hồng mày rồi. Ờ. Hết rồi, nó cho mình lấy cơ là vậy. Kỳ cục. Xíu nữa là xong. Nè con muốn đi học không? Sao nãy con nói với chú đó là con không thích đi học. Đó muốn đi học. Có nói không? Không nói. Mà lúc nãy nó mắt nó lườm như thế nè. Đừng ngó đi. Quán kia. Ở đây tội nghiệp người ta giòn tôi đó. Ủa, em đang đâu vậy? Ủa sao em cho em hẹn với anh Duyên bên trên bóng đá sáng hôm nay em lên chờ em. Ừ, miếng nước không? Ờ, uống miếng nước đi. Anh Duyên anh vừa gọi cho anh xong nè, anh hỏi chứ mà em có lên hay không, anh nhẹ anh chờ sáng rồi không thấy. Vậy thì em phải điện lại cho anh chứ, mình lớn rồi cái gì mình nói chuyện nói rõ ràng chứ. Người ta không đợi nó chờ mình đi tới mình kiếm. Ở đâu kia mà. Ở mình vô công an mà. Rồi, bây giờ đến công an để trình báo sự việc. Rồi. À, thưa các nhà thưa quý vị, bây giờ Xuân Dũng đang đưa hai mẹ con của chị Phương đến trụ sở công an xã Phú Đông. Thuộc huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ở nơi đây là nơi mà ông Phạm Tuấn Sơn đang cư trú ở đây quý vị ha.
là mọi người hãy cùng theo dõi là hôm nay Xuân Dũng làm việc với công an như thế nào nhé. Vâng, thưa cả nhà, vậy thì sau khoảng 30 phút ngồi để làm việc trình bày với các đồng chí công an của xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, thì bên công an sẽ làm một cái thư mời. Sau khi tiếp nhận cái đơn tố giác của mình thì công an hứa là ngày vì hôm nay chủ nhật thì sẽ làm cái thư mời và mời ông Phạm Tuấn Sơn lên để làm việc. Rồi chị cảm thấy hôm nay em đưa đến như vậy thì chị cảm thấy sao? Dạ, hài lòng không? Dạ thấy hài lòng và rất cảm ơn anh nhiều. Nhờ anh chứ nếu mà mình ơn em hay là hoặc là người khác bây giờ em cũng không dám, không có được bằng anh đâu. Dạ. Tại vì anh giải quyết là với lại anh nói chuyện rất là cũng như đúng hợp lý. Còn như thí dụ như em là em nói không biết gì đâu. Dạ. Rồi thì chị yên tâm nha. Dạ, em nói thiệt với anh là chỉ mong anh Sơn trả tiền lại đặng mà cho em trị bệnh cho con em. Nếu không là nhiều khi sợ chồng em nghỉ quẩn rồi không có tiền trị bệnh. Thì thật sự là anh nói bà ơi đi chuyến này về mà nếu bà lấy không được tiền cho tôi tự dặn để con. Không, bây giờ em nói với chị nè. Cái chuyện ông Sơn đó, ông trả tiền hay ông trả tiền gì đó thì cái việc đó chị cứ yên tâm ha. Dạ. Dạ. Chị cứ yên tâm đi ha. Cái chuyện đó là để công an làm việc. Còn còn cái chuyện chữa bệnh mà trị bệnh cho cháu á thì nó sẽ về lâu về dài và còn nãy cho nên em sẽ cố gắng vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho chị nhé. Dạ, yên tâm đi ha. Dạ em cũng cầu xin Mạnh Thường Quân, cô bác, cô chú, anh chị, ông bà cũng giúp đỡ cho con em có số tiền, gia đình có số tiền đó để đi trị bệnh cho con. Dạ. Bởi vì bác sĩ nói là uống thuốc suốt đời mà đi một lần là tới hai gần 3 triệu. Dạ. 3 triệu có khi hơn 3 triệu nữa. Tiền xe tiền đậu luôn đó anh Dũng. Dạ. Dạ. Rồi. Mà uống thuốc chỉ có 20 ngày thôi. Ồ. Dạ. Ờ tiếc lúc nãy ai cho con quà hả con? Kìa nói. Ai cho ai tặng tiền cho con ạ? Chú. Chú đó là chú ai, chú nào? Chú nào? Chú anh chị giống. À đó là bạn của chú Hiếu ha. À. Cảm ơn chú có má ơi. Con ngủ anh đè lên cái đó. À, chú đó là chú Hiếu. Con cảm ơn chú Hiếu đi. À. Con nhưng mà mẹ con lấy chưa? Nhưng mẹ con lấy chưa? Thì mẹ con lớn mẹ con phải giữ tiền để mà mua thuốc cho con chứ. Chứ con giữ tiền gì nó mất làm sao? Nhà mình không có tiền rồi. Ừ, đúng rồi nha. Rồi. À. Dạ vâng, thì hôm nay Xuân Dũng chỉ có một cái clip ngắn để Xuân Dũng muốn nói rằng là cái người mà đang lừa gạt cái lòng dè dà cả tin của người khác, đặc biệt là một cái người mà có cái hoàn cảnh như gia đình của bé Tiết đây, nên phải được xử lý phải được xử lý thích đáng để không còn cơ hội để mà đi lường gạt người khác nữa. Nên phải xử lý như vậy, những kẻ như vậy, chứ không thôi suốt ngày đi lừa những người mà nghèo khổ bệnh tật đau ốm, lừa gạt họ như vậy làm cho họ bệnh thì càng thêm bệnh, họ càng thêm đau buồn đau khổ nữa quý vị. Dũng không nghĩ rằng là tại sao là cái ông này ông lại đi tìm những người như vậy lừa đảo. Hình như ông đã lừa hết những người mà những người giàu có rồi. Bây giờ ông lại nhảy xuống lại lừa những người nghèo khổ như gia đình của bé Tiết. Và mọi người hãy theo dõi là sắp tới ông ta trả tiền hay không và bị xử lý như thế nào. Xin mời mọi người cùng theo dõi nhé. Minh Tiết ơi, giờ con thấy trong người sao, khỏe không? Khỏe ha, chút đừng có xỉu nữa nha. Sáng con xỉu làm chú hết hồn rồi đó. Vâng, thưa các nhà, thưa quý vị, vậy thì sau khi mà đưa gia đình, đưa mẹ của bé Tiết và bé Tiết qua đến tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai để trình báo sự việc tố giác tội phạm về việc lợi dụng tín nhiệm lừa gạt người khác, thì đã làm việc với công an cũng đã xong. Và sau khi mà làm việc xong đó quý vị, bây giờ thì Xuân Dũng nhận được một cái tin rất là vui. Đó là có một Mạnh Thường Quân ở tỉnh Hoa Kỳ gửi cho bé Tiết số tiền là 4 triệu đồng để cho bé Tiết được khám bệnh và để có tiền đi chữa bệnh. Khi mà nghe thông tin rằng là số tiền mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ trước đây đã bị cái ông thầy phong thủy này lừa lấy hết rồi. Ha. Dạ thì... xin chân thành cảm ơn đến anh Lý Đặng, một người quê ở Huế hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ, gửi hỗ trợ cho bé Tiết 4 triệu đồng. Dạ. Em gửi chị đến này giùm em. Dạ, em cũng cảm ơn anh Lý Đặng. Anh Lý Đặng. Dạ, Lý Đặng. Rất nhiều. Dạ. Thật cảm ơn.
Dạ. Giúp cho con em chút tiền. Dạ. À, chị kiểm tra lại tiền cho anh. Điểm lại cho em đàng hoàng đi. Dạ đúng rồi. Điểm đàng hoàng đi. Đúng. Hả? 2, 3, 4. Được chưa? Đúng rồi. 4 triệu ha. Dạ. Dạ. Dạ em cũng cảm ơn anh Xuân Dũng rất nhiều đã giúp đỡ cho em. Em cũng ước mong là lấy ra được số tiền đặng đi trị bệnh cho con. Ừ. Nếu được ngày nào hay ngày nấy chứ. Ừ. Bây giờ em cũng chưa biết làm sao. Ừ. Rồi. À, vâng, thưa cả nhà, sáng nay thì cũng có đưa đến cái chỗ bệnh viện tâm thần để khám cho cháu, nhưng mà ngày hôm nay là chủ nhật người ta nghỉ, cho nên là hôm nay á thì hôm nay là sẽ ở lại đây để sáng mai mình đi khám bệnh là mình lấy thuốc cho cháu luôn chị ha. Dạ. Nhân tiền có cái tiền của mình thường quân hỗ trợ đấy rồi ha. Dạ, dạ rồi. Dạ. Rồi còn Tiết, bây giờ con lúc nãy là đi trên xe con nói gì với chú, con nói lại coi. Dạ, nói gì vậy? Nói gì hả? Nãy con nói gì mà nếu mà chú con đi học với con đi làm đồ mẫu kiếm tiền mua thuốc cho ngoại con. Dạ hả? Dạ. Ừ. Rồi con nói gì nữa? Nói gì mà con nói cái này chú đừng có la là con muốn nói gì? Này, con là xin chú làm gì? Xin làm gì? Con. Này, xin chú là ba nuôi với con. Là ba nuôi hả? Dạ. Để làm ba nuôi để làm gì? Dạ. Con biết là ba nuôi là làm gì không? Để làm gì? Ồ, thế vì sao là con lại muốn làm con nuôi của chú? Không biết luôn. Dạ. Hay lúc đó là ngẫu hứng lên con nói vậy chứ con không biết là nói gì để làm cái gì hết trơn hả? Mến chú Dũng hay là sao? Con mến chú Dũng. Rồi thì bây giờ để cái việc mà muốn làm cái đó là chú phải hỏi Minh Trí đã, Minh Trí phải đồng ý đã nha. Nha. Rồi thì chú hỏi Minh Trí đã. Rồi thưa cả nhà, bây giờ thì Xuân Dũng đưa bé Tiết cùng với chị Phương ra bến xe Hùng Cường để về lại Châu Đốc An Giang ha. Dạ, em cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Dạ, cảm ơn dạ. Ba rất nhiều. Cảm ơn ba hả? Cảm ơn mẹ rất nhiều. Cảm ơn em nữa kìa. Dạ, anh cảm ơn em rất nhiều mà. Ơi, kìa, cảm ơn Minh Chí. Tạm biệt em nha. Tạm biệt em nha. Ba con ba mẹ con đi. Đi về à? Dạ. Ờ ngoan nha. Dạ. Rồi. À, sau khi ghé mua thuốc xong rồi cả nhà. Dạ. Bị thuốc đâu rồi? Bị thuốc đâu rồi? Thuốc cất đây hàng rồi. Ok, được rồi. Dạ. Dạ đi. Dạ, mua thuốc xong rồi thì bây giờ đưa ra bến xe để về lại Châu Đốc An Giang. Rồi. Xin Dũng chân thành cảm ơn đến cô chú anh chị quý vị khán giả cũng như các mạnh thường quân rất là nhiều. Đặc biệt cảm ơn đến anh Lê Đặng. Lê Đặng đã hỗ trợ cho gia đình 4 triệu để cho cháu mua thuốc cũng như khám chữa bệnh. Ngoài ra thì còn có cảm ơn đến bạn Hoàng Hiếu ở Nhân Trạch Đồng Nai 500.000 đồng. Cảm ơn đến bác sĩ Thúy ở trung tâm y tế thành phố Thủ Đức 1 triệu đồng. Và cảm ơn đến chị Dĩnh ở 105 Bạch Đằng 200.000 đồng. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi. Bây giờ xin Dũng xin được kết thúc video này ở đây. Chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị quý vị khán giả. Từ từ cẩn thận. Rồi đi qua đi qua. Rồi tạm biệt nhé. Bye bye. À, bye bye. Còn trắng đôi tay mình chung một nẻo đường, sương gió đi qua chia nhau từng manh áo vá, giữa mùa đông buốt giá tuy nghèo mà đầm nghĩa tình, anh em bọn mình nguyện suốt đời không toan tính.